Nhậm Gia Luân phản câu gây sốc với khả năng ăn uống của Dương Tử sau khi chứng kiến cảnh này. Video clip Dương Tử Nhậm Gia Luân thi uống sữa trong chương trình thực tế bất ngờ bị đào mộ. Sina mới đây đăng lại clip Dương Tử cùng Nhậm Gia Luân tham gia chương trình giải trí. Trong chương trình, Dương Tử gây thích thú cho khán giả khi bộc lộ khả năng uống nước siêu nhanh của mình. Quy định chương trình đưa ra hai đội chơi tham gia sẽ thi uống sữa với nhau. Dương Tử được xếp cùng đội với nam diễn viên Nhậm Gia Luân. Ở lượt chơi đầu tiên, Dương Tử cùng nữ diễn viên khác uống sữa, nhưng khi so sánh tốc độ, Nhậm Gia Luân phải bật cười vì đồng đội của mình uống siêu nhanh. Trên sóng truyền hình, Nhậm Gia Luân hào hứng khẳng định, nói rằng chuyện ăn uống thì không ai qua được Dương Tử. Cảnh tượng hài hước này làm các nghệ sĩ còn bật cười. Dương Tử nổi tiếng là nghệ sĩ sôi nổi, tuy nhiên nhiều lần cô cũng vướng rắc rối vì hành xử quá thoải mái không để ý hình tượng. Dẫu vậy, nói về ăn uống thì Dương Tử luôn được xếp vào hàng thú dữ. Trong khi Dương Mịch tham gia show thực tế chỉ ăn duy nhất một sợi mì, Dương Tử lại chẳng màng hình tượng ngọc nữ, vô tư ăn uống gây cười cho khán giả. Dương Tử Nhậm Gia Luân từng hợp tác ăn ý trong bộ phim cổ trang Thiên Kê Chi Bạch Xà Truyền Thuyết. Trong phim, Nhậm Gia Luân đảm nhận vai nam chính cốc chủ của Dược Sư Cốc Hứa Tuyên. Bản thân chàng xuất thân đã là tiên nhân, tính tình hiền lành pha thêm chút lạnh lùng khó hiểu. Về phía Dương Tử, cô đóng vai Bạch Yêu Yêu. Thay vì là một bạch xà đoan trang điềm đạm, thì Bạch Yêu Yêu lại là một bạch xà tinh nghịch đáng yêu. Sau khi hợp tác chung trong Thiên Kê Chi Bạch Xà, Dương Tử và Nhậm Gia Luân xây dựng nên một quan hệ khá tốt. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!